Không khí dần trở nên ấm áp. Được một hôm dậy từ lúc tờ mờ sáng, tôi nhìn qua cửa sổ nhỏ để quan sát. Bây giờ tôi mới có cơ hội làm quen với con Ankylo tôi vừa thuần hóa hôm qua. Tôi cưỡi nó xuống huyền, kiểm tra thử kỹ năng của nó. Kỹ năng đầu tiên của nó đơn giản là quật đuôi về phía trước. Nhìn gia tốc từ cú quật, đó là một cú quật đầy uy lực. Tiếp kỹ năng thứ hai của nó chỉ là vươn mình cạp về phía trước. Kiểm tra thử kỹ năng, tôi vừa đi vừa cạp bụi cỏ. Tác dụng thu hoạch cũng tương tự như con ba sừng, rơi rất nhiều trái cây dại. Quật thử vào những nhánh cây, tôi cũng thu hoạch được nhiều thác và một chút gỗ. Thử xong cũng không có gì quá ngạc nhiên, tác dụng cũng tương tự như ba sừng nhưng lại chậm chạp hơn rất nhiều. Quay về vấn đề chính, tôi cần sắt để sửa chữa cây rìu đã hỏng. Tôi chạy quanh bờ để tìm đá cuội nhưng chẳng thấy tảng nào. Tôi đi sâu vào trung tâm hòn đảo, dù là ban ngày nhưng cây cối chậm rạp che hết cả ánh sáng. Tôi vòng trở ra, trời vẫn rất sáng. Tôi ven theo những tảng đá to và tôi phát hiện được một tảng đá có hình dáng rất lạ, được phủ bóng và có rất nhiều ánh kim. Sẵn có cây cúp trên tay, tôi đập thử vài phát và phát hiện ra có rất nhiều quặng sắt sau những phát đập. Đó là một quặng sắt hứa hiệp. Tôi mừng rỡ đập lấy đập để, đập một lúc lâu nó mới bể hết. Tôi thu hoạch được rất nhiều quặng chỉ từ một tảng lớn. Tôi quay trở về thuyền và chế một cái lò nung mới, đặt ra và quăng tất cả quặng sắt vào, bỏ gỗ vào làm chất đốt. Tôi bật lò lên để cho nó nung. Làm xong, tôi quay ra khỏi huyền, đi về hướng Ankylo. Đi ngang, một hướng hấp dẫn tôi dừng lại. Tôi nhìn cây cúp trên tay tôi, rồi nhìn chiếc đuôi của con Ankylo. Nhìn lại một lần nữa, thật sự nó rất giống nhau. Tôi nghĩ là tôi có thể sử dụng nó như một chiếc cúp tôi đang cầm. Nghĩ xong, không hề chậm trễ, tôi leo lên người nó và cưỡi đi tìm những quặng sắt như lúc nãy. Tìm thấy, tôi dùng chiếc đuôi lực lượng đáy quật một phát. Tôi như chết lặng. Kết quả là một con số không hề ngờ đến. Chỉ một cú quật đuôi mà đã hu được một lượng rất lớn quặng sắt. Thậm chí còn hơn số lượng mà tôi đã dùng hết sức để đập từng chút một. Trời cũng đã đổ mưa, tôi hít sáo ra lệnh cho con Ankylo chạy sau tôi. Tôi dùng hết tốc lực chạy về huyền trước, bỏ quặng sắt vào lò nung, lấy phần sắt tươi đã được nung. Tôi mang vào Smithy sửa chữa những món đồ đã hỏng và gần hỏng. Tôi qua tủ lạnh để cất một số trái cây. Định ra ngoài mà sương mù dày đặc và đang có chút mưa, tôi quay vào tủ lạnh. Tôi thấy quả trứng rất to tôi đã không hề ấp từ lúc đầu. Ở nơi đây lúc nào không khí cũng đều se lạnh. Tôi thử đặt quả trứng ra. Tôi mừng rỡ vì hành ấp trứng đã di chuyển. Tôi ngồi đợi một chút, sau đó tôi leo ra ngoài. Thấy hú của tôi đang nằm vị trí lung tung, tôi sắp xếp lại cho chúng. Mất một lúc, tôi quay trở vào quả trứng. Nhìn thanh trạng thái hiện dòng quá nóng, máu quả trứng liên tục bị tuột. Hoảng hốt, tôi nhặt vội lên và mang ra ngoài hiền cho mát mẻ. Tôi đặt xuống và quả trứng bình thường trở lại. Tôi không dám rời mắt khỏi nó nữa. Tôi ở lại chờ đợi. Tôi đứng chờ, ngồi chờ và thậm chí là nằm chờ. Được một khoảng thời gian thì nghe tiếng tách, một sinh vật mới ra đời. Tôi nhận nó và đặt tên cho nó. Xong tôi dẫn nó vào huyền cho an toàn. Nhìn ngắm một lúc, tôi chạy đem thịt bỏ vào người nó. Tôi định lái huyền ra khỏi đây, nhưng vì trong huyền có một em bé mới nở nên tôi đổi ý, ở lại đây một thời gian. Tôi lái thuyền vào giữa hồ nước trung tâm cho an toàn. Cưỡi Ankylo đập đá dọn dẹp khu vực trung tâm. Đập phá một hồi, ánh sáng cũng xuyên vào được. Chặt bớt chút cây còn lại, tôi chế tạo hai cái tủ lớn để đựng đồ. Đặt hết đồ nặng vào đấy, tôi xây dựng tạm một cái chòi nuôi. Tôi không thể để một con hú con lên đên trên thuyền được. Tôi gọi, dẫn nó ra khỏi thuyền, dẫn về cái chòi tôi vừa xây dựng. Làm xong, trời cũng đã tối. Tôi tranh thủ tìm và học làm một cái máng ăn. Về huyền lấy những đồ mà hú có thể ăn được, bao gồm thịt và trái cây cho con Ankylo của tôi. Đem tất cả và bỏ vào máng ăn. Xong tôi chế tạo một cái giường, đặt cạnh con khủng long non và leo lên đánh một giấc.